Xin chào tất cả anh chị. Ngày hôm nay Sika sẽ đưa ra 30 nguyên nhân đang kiềm chế khả năng của anh chị. Đầu tiên đó là nền tảng di truyền không thuận lợi, sinh ra với môi trường học lực thấp. Thứ hai, thiếu mục đích rõ ràng trong cuộc sống. Thứ ba là thiếu tham vọng vượt lên hiện thực. Thứ tư, thiếu giáo dục. Thứ năm, thiếu ý thức kỷ luật. Thứ sáu, sức khỏe không được tốt. Thứ bảy, có tuổi thơ không lành mạnh. Thứ tám, sự chần chừ. Thứ chín, thiếu kiên nhẫn. Thứ mười, tính cách tiêu cực. Thứ 11, không kiểm soát được sự ham muốn tình dục. Thứ 12, không kiểm soát được sự đam mê cờ bạc. Thứ 13, không dứt khoát đưa ra được quyết định. Thứ 14, là một hoặc nhiều hơn trong 6 nỗi sợ hãi cơ bản. Thứ 15, lựa chọn sai bạn đời. Thứ 16, quá cẩn thận. Thứ 17, lựa chọn sai đối tác kinh doanh. Thứ 18, mê tín và định kiến. Thứ 19, lựa chọn sai nghề nghiệp. Thứ 20, thiếu tập trung và sự nỗ lực. Thứ 21, thói quen tiêu xài bừa bãi. Thứ 22, thiếu nhiệt tình. Thứ 23 là hẹp hòi, suy nghĩ ích kỷ. Thứ 24, sống không điều độ. Thứ 25, không có khả năng hợp tác với mọi người. Thứ 26, sở hữu quyền lợi không phải ảo, nỗ lực tự thân giành được. Và thứ 27, cố tình không trung thực. Thứ 28, tự phụ và hoa hảo danh. Thứ 29 là đoán mò thay vì tư duy. Thứ 30 là thiếu vốn. Thì trong đây là 30 nguyên nhân đang kiềm chế cái khả năng trong con người của mỗi anh chị. Vậy những anh chị chưa thành công thì hãy ngồi lại xem mình đang bị vướng mắc ở nguyên nhân nào, và cần giải đáp sâu về những nguyên nhân này. Thì ngày hôm sau Sika sẽ cho tất cả anh chị một ekip để biến mình trở thành một người hoàn hảo nhất. Xin cảm ơn các anh chị đã nghe hết video của Sika. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.